cũng nhân dịp đầu năm, cũng như Thanh Phú kính chúc toàn thể quý vị cùng anh chị em thật nhiều sức khỏe. Thì cúng video hôm nay, hiện tại đây là vườn cây bonsai của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định. Thì cũng nhân dịp cúng video, em Cảnh như chia sẻ và giao lưu bonsai, thì trong đó cũng có chậu và đôn, và có một số phân cũng như những cái chất để chăm sóc nuôi trồng cho những tác phẩm bonsai của mình. Và trước khi đi vào chi tiết thì Thanh Phú cũng xin phép để lướt qua một không gian cũng như một khu vườn của em Cảnh, những tác phẩm bonsai đẹp và có những tác phẩm bonsai quý, anh chị em mình cùng xem qua cũng như thưởng lãm. Chào em, mến chào anh Thanh Phú, mến chào tất cả quý anh chị em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên cả nước. Lời nói đầu tiên thì cho phép nhà vườn Cảnh Bonsai xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý anh chị em mình. Chúc cho tất cả quý anh chị em mình một năm mới thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả quý anh chị em mình trong năm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà nhà vườn chia sẻ những tác phẩm của vườn nhà và đo thông số kích thước một cách chi tiết, gửi gắm đến tất cả quý anh chị em mình, cũng như là muốn giao lưu đến tất cả quý anh chị em mà yêu bộ môn nghệ thuật bonsai trên mọi miền Tổ quốc. Và đặc biệt trong cuốn video này thì nhà vườn cũng có chia sẻ đến tất cả quý anh chị em mình một cái số mẫu chậu Trung Quốc, cũng như những cái mẫu chậu tường cao cấp và hàng của Phật Sơn, hàng của Tứ Xuyên và hàng Men Rạng, đến tất cả quý anh chị em sưu tầm những cái mẫu chậu gốm đẹp để về vào những cái tác phẩm bonsai của mình. Và bây giờ thì cũng xin mời anh Thanh Phú cũng như quý anh chị em mình theo chân của nhà vườn cũng sẽ đón xem những cái tác phẩm đầu xuân này của vườn nhà, muốn gửi gắm đến tất cả quý anh chị em mình. Và đặc biệt là trong cuốn video này, nhà vườn sẽ giới thiệu không nhiều quý anh chị em, nhưng mà những cái tác phẩm phải nói vô cùng chất lượng, và kích thước thì khoảng tầm 2 người B, những cái cây phải nói rất đẹp, sẽ gửi gắm đến tất cả quý anh chị em mình trong cái dịp đầu xuân này, và sẽ có ưu đãi cho quý anh chị em mình trong cái thước phim của đầu năm này, muốn giao lưu đến tất cả quý anh chị em mình. Và bây giờ xin mời anh Thanh Phú cũng như quý vị cùng theo chân của nhà vườn để xem những cái tác phẩm của nhà vườn chia sẻ trong cái dịp đầu năm này một cách chi tiết hơn. Rồi, mời em. Và để mở đầu trong cái buổi khai trương đầu năm của vườn nhà, muốn giao lưu đến tất cả quý anh chị em yêu cây trên cả nước những cái tác phẩm của vườn nhà trong cái dịp đầu năm này, thì nhà vườn muốn giới thiệu đầu tiên đến tất cả quý anh chị em mình, đó là một cái tác phẩm dúi, anh em còn gọi là cây Hoàng Anh Mộc hoặc là cây Vương Mộc. Hoàng Anh Mộc. Dạ, Vương Mộc đều là một dòng cây này nha quý anh chị em nha. Và đặc biệt là đây cũng là một cái tác phẩm phải nói cực kỳ quý mà nhà vườn có được, cũng như là nếu mà anh em nào mà sở hữu được cái tác phẩm này thì phải nói đây là một cái món đồ chơi cực kỳ độc đáo nha quý anh chị em nha. Vì đây là một cái cây có thể anh em mang đi chơi tất cả mọi đấu trường, cũng như anh em nào mà sở hữu được cái tác phẩm này thì phải nói là hiếm có, khó tìm. Mặc dù cây này thì khoảng 2 người B, nhẹ nhẹ một chút, còn một người ôm thì nặng nha, một người ôm thì phải thật là khỏe mới ôm nổi cây này. 2 người B nhẹ. Dạ, yeah. Cây này là một cái cây dúi mà phải nói là nó đặc biệt là cái dòng lá của nó thì nó phải nói siêu rí luôn nha quý anh chị em nha. Lá của nó nhỏ còn hơn cái lá sam luôn. Dạ, yeah. Cái lá này thì anh em mình em sẽ lệch một cái lá sam, và để cạnh cái lá này để anh em mình đối chiếu là cái lá sam núi nó còn to hơn cái lá dúi hiện tại của em nha quý anh chị em nha. Đó, để anh em mình gọi là đối chứng nhìn cái dòng lá này nó đẹp tới mức nào. Thứ nhất là nó là lá răng cưa, thứ hai đó là cái đầu dâm, nó là cái đầu dâm gọi là đầu dâm vuốt của quý anh chị em. Cái dâm của nó vuốt nhỏ lắm,
ở trong nó to mà ngoài nó vuốt, và đặc biệt cái lá này là nó chỉ có một nửa cái lá sam thôi đó, để anh em mình cảm nhận là cái lá này nó bé như thế nào đó. Đây là cái lá sam này, mà cái lá dúi này là nó còn nhỏ, chỉ có một nửa cái lá sam thôi, nửa lá sam đó. Dâm của nó thì nó thuộc mình rít hết rồi. Cây này rất độc đáo nha, cây này là cây dúi thuần nha quý anh chị em nha. Đây là một cái cây nguyên bản luôn, chứ không phải là giống như là một cái nu hoặc là một cái rễ. Nên là anh em nào mà sở hữu cái cây này là một cái cây mà gọi là cây độc á. Hàng này thì bây giờ là hiếm gặp lắm quý anh chị em, vì đồ này là bản chất của nó là một cây thuần mà nó có cái độ đẹp như thế này. Anh em mình nhìn từ cái dàn chân của nó, và cây là cây cốt chậu lâu năm. Cây này nó nằm trong chậu rất lâu năm nha quý anh chị em nha. Cái da của nó anh em mình nhìn này, nó nổi cái da cóc á. Anh em mình nhờ anh Phú quay cận ra, anh em mình xem cái độ da. Thấy nó vàng óng ánh. Dạ, nó bây giờ bắt đầu nó chảy đồng rồi, nó đổ cái độ đồng rồi. Và cái độ lão cổ này thì chỉ có thứ nhất là 5 tháng. Cái thứ hai là cây nó nằm trong chậu nhiều năm nó mới lên được cái màu như thế này. Anh em nào chơi thì sẽ cảm nhận được cái độ trụng cũng như cái độ khô đó, cái độ khô, độ trụng, và đặc biệt là cây nó có cái độ khó rất cao, bố cục rất là chặt chẽ nha. Đó, cây gần như là nó đẹp, gần như là gọi là tứ diện nha quý anh chị em nha. Nó cây này thì không phải nói tới mặt tiền hay mặt hậu, mà nó đẹp gần như tứ diện, và đặc biệt là tất cả hai cái đầu mặt cách quý anh chị em ở trên cây á là gần như là mít. Cây dúi mà anh em mình biết, mà để mà nó mít theo như thế này thì nó phải trải qua quá trình gọi là thời gian 5 tháng. Thứ nhất là nằm trong chậu, và cái thứ hai là đầu mày cách nó nhỏ thì nó mới cuốn theo mà liền như thế này. Rất khó nha. Cây này thì để mà nhà vườn mà diễn tả thì không có lột tả hết được cái vẻ đẹp của cây này đâu quý anh chị em. Cây này thì anh em mình phải nhìn thực tế và nhìn chiêm ngắm nó từ ở bên ngoài. Anh em mình nhìn mới cảm nhận được cái độ phê. Rồi em xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm này nha. Cây mặc dù nhỏ nhưng mà cây này là một cây nói cũng không phải là dễ tìm nữa nha quý anh chị em nha. Cây này có cái hoành đế là 68. Dạ. Em sẽ đo cái hoành cũ, và nó cũng là cái hoành thân của cây này nha quý anh chị em nha. Sáu mươi tám luôn quý anh chị em. 68. Đo cái đoạn ngoài nhỏ đây xem. 52 quý anh chị em. 52. Cái hành ở ngoài là 52 thước. Có những cái rễ rất kéo qua. Chiều cao của cây này là 35 quý anh chị em. Cao 35. Và tàn ngang của cây này là 53. Tàn 53. Đang nằm ở trong của chậu Trung Quốc, hàng men ràng. Có cái đường kính là 32. Kích thước chậu 32. Dạ. Cái chậu nó hơi bôm vào trong một chút. Hai cái tay voi, hai đầu men hai ràng. Cái tay voi. Rất đẹp quý vị. Dạ. Ở đây là một cái cây phải nói nằm trong gọi là chất, gọi là đồ chơi rồi quý anh chị em. Đúng nghĩa là đồ chơi rồi. Và cây độc đáo, khó tìm, và đặc biệt là tay cành bách chuẩn chỉnh. Già thì cái độ già thì anh em mình có thể cảm nhận qua cái ống kính của anh Thanh Phú đã quay trực tiếp quý anh chị mình xem. Và đặc biệt là cái dàn dâm thì anh em mình biết là bây giờ nó đã ngã toàn bộ là qua là màu vàng hết nha. Rồi, anh chị em nào thiệt sự yêu thích và muốn sở hữu và thiện chí sở hữu cái tác phẩm này thì anh em mình cứ nhanh tay nhấc máy lên và alo cho em thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình, và đây cũng là số Zalo của nhà vườn luôn. Anh chị em nào yêu thích thì cứ alo trực tiếp cho em để sở hữu cái tác phẩm này. Cái này thì anh em mình có thể mang gọi là đi chơi, gọi là gần như là tất cả mọi đấu trường nha. Anh em mình có thể đứng với những cái cây hàng gọi là tầm cỡ nào nhìn nó cũng không có bị khê đâu nha quý anh chị em.
Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một dòng cây nữa cũng khá đặc trưng của anh em miền Trung cũng như là anh em Bình Định và Phú Yên. Đây là một trong những cái dòng cây phải nói rất đặc biệt để làm bonsai nha quý anh chị em nha. Đây là một cái cây Hải Châu. Dạ, một được ví như một viên ngọc giữa biển quý anh chị em. Cây này thì hoa của nó thì hương của nó thơm, trái thì chín ngọt, và đặc biệt là hoa từ hoa và trái kéo dài từ 5 tới 6 tháng. Hoa thì màu trắng rất là thơm, mang cái hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Và trái của nó thì nó chín, nó chuyển từ màu xanh, màu cam, màu vàng và màu đỏ. Đó, đây là một cái bệ rừng nha quý vị nha, một cái bệ rừng trên thân. Đây cũng cây tiểu mộc, mà để mà có cây rin mà nó nạt mà nó to như thế này thì cũng là khó quý anh chị em. Cây gần như là đẹp hai mặt, có cái độ hang hóc của rừng núi nha quý anh chị em nha. Đây, nhờ anh Phú sẽ đi gần mấy vào để quý anh chị em mình cảm nhận được cái độ hang hóc của cây quý anh chị em. Cây thì nói tới độ già thì Hải Châu thì anh em mình biết mà, để có như cây như này thì già là khỏi phải bàn luôn. Lúa này là sành nha quý anh chị em nha, cái đây là lúa rừng đó. Anh Mơ Phú đưa mấy gòn vào cho anh em mình cảm nhận cái này. Cái này là anh em mình biết là nó là cái nhìn vào cái lúa là lúa này là nó trở thành lúa thép nha quý anh chị em nha, nó sành rồi, dạ không bao giờ hư. Hoa đá này đó, một cái bệ rừng Hải Châu được xây dựng rất rõ ràng. Tất cả được em làm dựa trên cơ sở gọi là cây cập, có cây chủ rừng bài bản như quý vị em nha. Một khu rừng thiên nhiên được thu nhỏ, có cây phụ tá nha quý vị em nha. Đó, được xây dựng có toàn bộ là có cây phụ tá hết với nhau, rất bài bản. Anh chị em mình cùng chiêm ngắm. Em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị em mình tiện hình dung và dễ giao lưu hơn nha. Hành bờ cái này là 92 nha quý anh chị em nha. 92. Dạ. Hành thân của nó thì cũng xem cỡ đó quý anh chị em. Hành thân của nó cũng tầm tầm đó. 83 mình cho 80 được quý anh chị em. 80. Dạ. Khá to. Cây rất đầm lùn nha quý anh chị em nha. Cao 25. 25. Dạ. Bộ tàn này là 47. 47. Đang nằm ở trong một cái chiếc chậu men ràng. Hàng xịn sò hai mọc có đường kính 50. Một cái tỷ lệ rất đẹp quý vị. Và chiều ngang là 34. Rồi, anh chị em nào mà yêu thích và thiện chí sở hữu cái tác phẩm Hải Châu này thì cũng nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình để chúng ta đưa về cái bộ sưu tập của mình cho nó thêm phần phong phú và đa dạng hơn nha quý anh chị em nha. Thứ nhất là đủ chủng loại và thứ hai là đủ cái dáng thế, chúng ta chơi nó cũng rất là cảm giác luôn. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một tác phẩm sam núi. Một tác phẩm sam núi. Đây cũng là một cái dòng cây phải nói rất đặc trưng của miền Trung quý anh chị em. Chỉ có cái dòng rừng núi của miền Trung mới có cái dòng cây này. Đặc biệt thiên nhiên cũng rất là ưu ái ban tặng cho một cái cây rừng. Một cái cây sam núi mà phải nói một cái dòng tiểu mộc mà nó to như thế này quý anh chị em. Cây này được làm theo cái lối dáng đa. Cây khá lùng cây, đầm cây như quý anh chị em nha. Và đặc biệt cái dàn xương dâm này thì lên xanh hô hết rồi. Cây cực kỳ già luôn. Nói cái độ cổ thì anh em mình nói cây này thì khỏi nói tới cái độ già, độ cổ của cây luôn. Cây phải nói quá đẹp, được làm rất kỹ nha quý anh chị em nha. Anh em mình mùa này cũng bắt đầu cũng vào mùa nó bị ấp thấp nên là nó lạnh này quý anh chị em.
nhưng mà cây vẫn rất đen, rất phong độ nha. Đọt là đọt màu đỏ nha quý anh chị em nha, đọt đỏ, lá khá đẹp. À, đọt nó này thì mình xem nó rất là yêu luôn. Đọt nó bánh búp ra toàn bộ là màu đỏ hết nha. Nhìn rất là màu đỏ, nhìn rất là sinh khí luôn. Cây thì cái độ đầm độ lùng của cây này thì chấm hết luôn. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm tổng thể cái tác phẩm Sam núi Giang Đa này, và em cũng xin phép là đo thông số kích thước để quý anh chị em mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu hơn. Cây Sam mà bây giờ mà để có những cái cây mà to khủng như thế này hơi bị khó nha quý anh chị em nha. Cây rừng cây núi mà nó cái dòng tiểu mộc này nó khó có cây to lắm quý anh chị em. Hình đế cái này là 1m08. 1m08. Dạ. Hình đế là 1m08. Và em xin phép đo cái hành thân nha quý anh chị em nha. Hành thân em xin phép đo vị trí này cho quý anh chị em mình xem qua ống kính anh chị em mình dễ hình dung nha. Là 77. 77. Dạ. Và chiều cao, cao của tác phẩm này là 38. Cao 38. Rồi rất là đầm cài nha quý anh chị em nha. Giống như một cái bức tranh thiên nhiên thu nhỏ. Tàn ngang là 87. Tàn là 87. Đang nằm ở trong cái chậu chữ nhật của Đồng Nai. Long Phụng có cái đường kính là 60. Dài 60. Và dạ, và chiều ngang là 45. Ngang 45. Dạ. Yeah. Cái này anh em mình có thể về thay vào một cái khay mỏng mỏng, anh em mình lên tiểu cảnh cũng rất là xuất sắc nha. Rất là xuất sắc luôn. Rồi, anh chị em mình có nhà ý và yêu thích thiện chí với tác phẩm này thì anh em mình cứ trực tiếp alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình, và đây cũng là số Zalo của nhà vườn để quý anh chị em mình tiện hình dung và sẽ dễ giao lưu với tác phẩm này hơn. Một cây sam núi nha quý anh chị em nha. Dàn tây thì khỏi nói rồi quý anh chị em. Dàn tây này thì làm trên 15 năm nha. Quá trình làm cái cây này phải trên 15 năm mới có được một cái bộ khung, một bộ tây như thế này. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm dúi, anh em còn gọi là cây Hoàng Anh Mộc hoặc là cây dưới. Vương Mộc đều là tên của cái loài này nha quý anh chị em. Đây là một cái dòng cây mà được anh em ví như là vua của các loại cây rừng này. Đặc biệt dúi thì anh em mình biết là cái dòng cây của nó thì nó được nằm trên rừng và nó được thiên nhiên ban tặng cho là cái lá nó bé quý anh chị em, thích hợp để mà anh em mình làm bonsai. Cây này khá là làm khá là lâu năm. Và đặc biệt là cái dàn tây, dàn dâm của nó bây giờ nó cù hết rồi nha quý anh chị em. Nhìn cái dàn dâm nó dễ sợ. Anh chị em mình cùng chiêm ngắm tổng thể hai mạch của tác phẩm Hoàng Anh Mộc này. Cây dúi phải nói có cái đường thân rất là độc nha quý anh chị em nha. Và cây này thì là một cây nó nằm cốt chậu rất là nhiều năm. Đặc biệt cái dàn chân của nó anh em mình nhìn nó bấm cửa gà toàn bộ nha. Đẹp quá cái phần cốt. Cây phải nói cái độ già nó gần như là chấm hết. Độ già, cái độ lão, độ cổ. Đặc biệt là anh em mình nhìn mấy cái độ hang hốc. Đó. Nhìn cái đường thân của cây này anh em mình có thể cảm nhận được cái độ khó. Đây là chỉ có thiên nhiên hoặc là ban tặng cho những cái bức tranh nghệ thuật như thế này thôi, kết hợp với bàn tay của con người mình tạo tác cái bộ khung
rất độc đáo của quý anh chị em nha. Nhìn chừng cảnh rất đẹp. Anh chị em mình cùng ngắm cho thật là chi tiết. Đây là cái dàn dâm. Dàn xương dâm là được lọc, được làm nói vô cùng kỹ nha quý anh chị em nha. Nhìn nó rất là tan chảy luôn, nhìn nó mềm mà nó rõ ràng lắm. Có âm có dương. Nên mình nhìn toàn bộ cái phần dâm làm rất là kỹ càng. Rồi. Anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm này nha. Em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị em mình tiện hình dung và dễ giao lưu hơn. Mình xuống lá mình bấm để quý anh chị em mình nhìn cho nó trọn vẹn cái coi nha quý anh chị em nha. Hành đế của coi này là 1m03 quý anh chị em. 1m03. Dạ. Em xin phép đo cái hành thân và đo cái vị trí to nhất này nha quý anh chị em nha. Là 72. 72. Dạ. Cái vị trí đường thân ấy, vị trí em đo cái chỗ to nhất này là 72. Chỗ này thì chắc khoảng ở trên này chắc khoảng 50-60 quý anh chị em. Ồ cái này cũng 70 mấy quý anh chị em, hành thân. Hành thân là 75 á. 75. À, nghe cái eo này là 72 nhưng mà hành thân này là 75 này. Nghe cái phễu này mới là đúng rồi. Và chiều cao. Chiều cao của cây là 52. Cao 52. Tàn ngang của cây là 80. Tàn 80. Dạ, yeah, đang nằm ở trong một chiếc chậu Trung Quốc cũng khá là xịn. Chiếc chậu bát bửu. Hàng lò củi nha quý anh chị em nha. Chậu này đồ lò củi. Được nung củi, có kích thước là 65. 65 kích thước, yeah, chậu. Chậu Trung Quốc hàng bát bửu. Rồi, anh chị em mình cùng chiêm ngắm tổng thể một vòng nữa tác phẩm hàng anh Mộc này. Quý anh chị em nào yêu thích và thiện chí để chúng ta sở hữu tác phẩm này thì cũng nhanh tay nha quý anh chị em nha. Tác phẩm này thì một tác phẩm mà phải nói rất đáng để anh em mình sưu tập. Đó, và sẽ có một cái giá rất yêu thương đầu năm cho quý anh chị em mình sở hữu cái tác phẩm này mang về vườn của mình. Để có một cái tác phẩm như thế này thì chưa nói tới cái phần cốt này nó nằm ở trên rừng bao nhiêu năm, mà nói tới cái công tạo tác thì một cái tác phẩm như thế này làm phải mất từ 15 năm trở lên nha quý anh chị em nha. Để mà có một cái bộ dâm mà bắt đầu bây giờ nó đổ đồng ra như thế này. Toàn bộ cái dàn dâm này là bây giờ là nó lên đồng hết nha quý anh chị em nha. Đó, anh chị em mình cùng cảm nhận. Và tiếp theo, nhà vườn cũng muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình. Đó là một cái tác phẩm mê. Tác phẩm mê. Cái này đặc biệt cái này là cây mê Thái quý anh chị. Mê Thái. Vì cây mê Thái anh em mình cũng vừa lạch lá lên và anh em mình cũng dễ nhận biết lắm. Cây mê Thái thì cái đọt của nó màu đỏ. Mê Thái thì nó dễ ra quả hơn là cây mê mình. Cây mê Thái thì nó siêng quả hơn và nó dễ có quả hơn là cây mê ta của mình. Đọt của nó ở trên này là màu đỏ như vậy. Mình dễ nhận biết lắm thì mình biết cái đó là cây mê Thái. Và đặc biệt trong cái cuốn video của ngày hôm nay và cái ngày đầu xuân mà để đo chi tiết thông số toàn bộ tất cả những cái tác phẩm của vườn nhà trong ngày hôm nay thì đặc biệt trong ngày hôm nay là những cái tác phẩm phải nói khá là chuẩn chỉnh và khá đẹp. Giống như là một cái lời tri ân cũng như là muốn giao lưu đến tất cả quý chị em mình trong cái dịp đầu năm là những cái tác phẩm phải nói cực kỳ chuẩn chỉnh nha quý chị em nha. Đặc biệt là anh em mình có thể cảm nhận qua, thứ nhất là tất cả các cái cây mà nhà vườn muốn giao lưu đến tất cả quý chị em mình trong ngày hôm nay là những cái cây rất già. Đặc biệt là những cái cây nó nằm tuổi chậu phải nói rất nhiều năm. Cây toàn bộ là những cái cây từ nãy giờ nhà vườn chia sẻ đến tất cả quý chị em mình là toàn bộ là nó, tất cả các cái cây đều đổ ten và đã đổ đồng hết nha quý anh chị em nha. Giống như cây mê này cũng vậy. Cây mê này nó cũng đổ đồng ra tới ngoài đúng rồi. Chân cành rồi. Tới chi dâm rồi. Nên mình rất là dễ cảm nhận.
Và bây giờ thì em sẽ quay một vòng để quý anh chị em mình cùng chiêm ngắm tổng thể cây này, cái độ đẹp cũng giống như cái độ chuẩn chỉnh và làm rất kỹ nha quý anh chị em nha. Như thế này thì anh em mình sẽ dễ hình dung và sẽ dễ nhìn cái cây lắm. Vì thứ nhất là cái dàn dâm mình đã lạc lá hết và bây giờ nó cũng đang bung tròi, nó cũng đang bung lọc, anh em mình có thể nhìn được cái chất liệu lá, là anh em mình biết được cái cây me này là cây me đọt đỏ, là cây me Thái rồi đó. Thứ hai nữa là phần dâm thì anh em mình cũng có thể rất là nhìn rất là kỹ. Thứ ba là tất cả các cái đầu chốt cành đó, toàn bộ là hàng này là làm là có chuyển nhịp rất nhiều nha quý anh chị em nha. Cây này tí nữa anh Phú sẽ đi cận máy vào, anh em mình sẽ thấy được cái độ kỳ công đó. Và cây thì anh em mình nhìn thì sẽ biết được cái tuổi chậu cũng như cái độ lâu năm, cái độ già thì anh em mình nhìn cảm nhận qua cái da, cái độ khô của da. Và cái cây me thì me khó đế, khế khó tây, cái me này nó vừa đế vừa tây, nó đều là đẹp, là lâu năm hết. Anh Phú có thể đưa máy vào để anh em mình cảm nhận. Mình thì chỉ có dùng phân là phân hữu cơ, phân trùng quế hết nha quý chị em nha, phân tan chậm. Cái vàng ông anh à, mình là mình xịt rửa hết chứ mình không có để rong rêu trên cây đâu. Nhưng mà anh em mình vẫn cảm nhận được cái độ khô nha. Cây này anh em mình nhìn cái độ nhanh da của nó trùng lại giống như người già quý chị em. Và bắt đầu nó nổi cái da voi á quý anh chị, cái da mụn cốc á đó. Đó, nó trải đều trên cây luôn, cái độ khó, cái độ vặn và đặc biệt là cái độ chuyển nhịp nha. Bây giờ mình sẽ nhờ anh Phú thì đưa vào cho anh em mình xem cái độ kiềng, cách kiềng của cây này. Một nhịp nha quý anh chị nha. Đây là cái phôi ban đầu, ở đây một nhịp này, ở đây một nhịp mà nó liền rồi nha quý anh chị nha. Đây đưa lên đây cái khẩu đây một nhịp này, đúng rồi, để cho anh đồng thanh đồng thủ này. Ra đây chuyển một nhịp nha, ra đây chuyển một nhịp này đó. Bắt đầu bật xuống này, bật xuống đây, chuyển ra một nhịp này đó. Người ta có cách kiềng để đưa cái cành này đi tiếp này quý anh chị, để đào cái cành quyền này đi tiếp này đó, đào cái tay quyền này đi tiếp. Mà anh em mình biết là để mà chuyển những cái nhịp như thế này á nha, là mất khá là nhiều năm nha quý anh chị em nha. Đó anh chị mình có thể cảm nhận được 1, 2, 3, 4 này, sơ sơ đoạn này không, 4 nhịp này. Thì cái cây mình nó khi ra ra là nó không có bị kinh, bị bật. Và cái thứ hai nữa là nó đồng thanh đồng thủ, rất là đồng thanh đồng thủ nha. Cây mì rất nghệ thuật. Rồi anh chị em mình cùng cảm nhận. Đó là mạch sau, còn đây là cái mạch trước của cây. Hai mạch đều đẹp nha. Rồi em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình dễ hình dung. Cây rất gọn phôm, gọn xây, dễ đi chơi. Hoành đế là 63. 63. Dạ, em xin phép đo vị trí này nha. Hoành thân là 49 quý anh chị. 49. Dạ. Chiều cao của cây là 64. Cao là 64. Dạ. Và tàn ngang, tàn ngang của cây là 94. Đang nằm ở trong một chiếc chậu Trung Quốc hàng Phật Sơn, cũng rất là xịn. Có cái đường kính là 42. Dạ, hàng đắp nổi. Những cái chiếc chậu này là nhà vườn mình có bán hết nha quý anh chị em nha. Rồi, anh chị em nào yêu thích, thiện chí với tác phẩm này và muốn sở hữu cái tác phẩm này đưa về vườn của mình thì cứ nhanh tay nhấc máy lên alo cho nhà vườn nha. Cây thì anh em mình nhìn cái cổ ngọn mình bắt rất chuẩn nha quý anh chị em nha. Bắt rất là chuẩn chỉnh luôn. Đó. Và cây thì nó đồng thanh đồng thổ từ tay 1, tay 2, cành phong, tay 3, tay 4 lên chủ. Rất là gọn gàng, kỹ lưỡng, xứng tầm để quý anh chị em mình hình dung và giao lưu nha. Anh em mình nhìn, nếu mà ở trên video thì mình chia sẻ nó nhiều quá thì nó sẽ dài quá quý anh chị em. Cho một cái tác phẩm cho mình, nếu mà anh em mình mà nhìn ở ngoài thì nhìn tất cả các cái độ chuyển nhịp của cái dàn tay á, dàn tay cũng có cái độ truyền, độ gọi là chuyển hướng nha, độ chuyển nhịp đi hết nha.
chứ không có, không phải là bật bật dây ra đi một vòng ra là nó không có đưng, nó cũng không có đồng thanh đồng thủ, nó không có đẹp được như thế này đâu nha quý anh chị em nha. Và đầu tiên là nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình là một cái mẫu chậu vuông. Chậu này là cái chậu thống vuông nha quý anh chị em nha. Và chậu thì được đắp thủ công, hàng cực kỳ xịn sò, hàng hai mộc của Phật Sơn nha quý anh chị em nha. Và hàng này là hàng được nung củi, đồ lò củi quý anh chị em, nhưng mà họ nung anh chị mình nhìn cái độ chín men á, là nhất liệu là cái nguyên liệu đất không quý anh chị em, thì khỏi phải bàn rồi. Nhì là tới cái chất liệu lửa, nhì là nung, tam hình tứ trí, gọi là hình đạt từ, gọi là hình trí là đủ nha quý anh chị em nha. Đó, men này anh em mình nhìn cái độ chín, cái độ nhiễu này đó, rất đẹp. Các cái cánh bông họ làm hòa tiết phải nói cực kỳ đẹp nha, hàng hai mộc. Còn cái men này thì anh em mình chơi, nếu mà anh em mình xịt rửa nó vào coi nó mưa nắng nó sẽ trổ ngọc nha quý anh chị em nha, nó sẽ trổ men lên rất đẹp nha. Đắp phù dung chim trĩ. Đèn cực kỳ sắc sảo. Đây mà vào những cái cây tùng hoặc là vào những cái cây mai vàng, đặc biệt là anh em mình có những cái cây mai vàng mà đánh cấp thì vào thì hết nước chấm luôn nha, không phải là chấm hết mà hết nước chấm luôn quý vị. Rồi, nhà vườn cũng xin phép đo thông số kích thước để quý vị mình dễ hình dung cái tác phẩm của vườn mình nha quý vị em nha. Đây là kích thước của nó là 73. Dạ, phủ bi. Lọt lòng là 63. 63 lọt lòng. Chiều sâu lọt lòng là 44 năm. Dạ, và chiều sâu phủ bi là 53 năm. Dạ. Cái này thì nó có hai kích thước nha quý anh chị em nha. Hiện tại thì mình đo cho quý anh chị em mình đó là cái kích thước nhỏ. Cái này là cái kích thước nhỏ, nghĩa là đường kính 73. Còn nó có một mẫu nữa như thế này, mà vì nó nặng quá nên là mình không có tiện bưng lên. Thì nó kích thước của nó là 83. Thì cũng nhờ anh Phú lìa xuống như này. Xây lớn hơn nha quý vị. Dạ. Đó là cái kích thước 83, thì nó giống như vậy luôn quý anh chị em. Thì nó cũng là giống như là cái mẫu mà mình đang quay cho quý anh chị mình coi. Đường kính là 80, lọt lòng nó là 70. Đó, mình tạm cho nó là kiểu nó là cỡ như vậy nha quý anh chị em nha. Cao phủ bì của nó là 55 quý anh chị em. Và chiều lọt lòng của nó là 47. 47 bên đó, thì nó hai màu luôn, màu vàng hoàng đế, men vàng hoàng đế này, và màu trắng. Nền nó là có hai cái nền trắng là phía bên trong kìa quý anh chị em. Và những cái mẫu này thì anh em người ta cũng đặt cũng hết rồi, nên là nó cũng còn chỉ có vài chiếc thôi. Anh em mình nhanh tay mà chúng ta mua về, chúng ta để chúng ta thay vào coi của mình, vì đồ này mỗi lần đặt nó cũng hơi lâu quý anh chị em. Đặt người ta làm nó bắt đầu người ta chờ khô để mà nung thì nó cũng khá lâu. Quý anh chị em mình mua về chúng ta để thì phù hợp với cây nào chúng ta vào, mà khỏi mất thời gian mà để đi tìm. Nhiều lúc mình chờ một cái chậu như này nó cũng lâu quý anh chị em. Thì hàng Trung Quốc thì mỗi lần mà về thì cũng chờ họ làm, và cũng đi qua nhiều lúc nó cũng lâu. Rồi, anh chị em mình cùng xem cái mẫu đầu tiên này nha. Và tiếp theo là một cái mẫu chậu chữ nhật men rạng. Và đặc biệt là cái mẫu này nó có bốn cái chân, có bốn cái đầu hổ phù ở phía bên dưới. Đặc biệt là hai cái viền của nó là nó làm bằng đinh nha quý anh chị em, giống như là cái viền đinh đó. Rất là đẹp, hai cái mạch hai bên cũng là hai cái đầu hổ phù luôn đó. Mẫu này là mẫu chữ nhật men rạng, hàng hai mộc.
khá là xịn sò và đẳng cấp nha. Đó, anh chị mình đẹp, những cái mẫu này anh em mình nó có chân hết quý anh chị, nên là cái làm cho nó tôn cái vẻ cổ kính cũng như cái vẻ trân trọng của chiếc chậu này lên. Đặc biệt là anh em nào vừa vặn với cái coi của mình và thích cái mẫu nào thì anh em mình chụp lại cái màn hình, chụp màn hình lại quý anh chị em, và chúng ta gửi qua Zalo của nhà vườn, có cái số điện thoại có ghi ở trên màn hình nữa quý anh chị em, thì chúng ta kết bạn Zalo và gửi cái mẫu đó qua cho nhà vườn. Em sẽ báo giá trực tiếp toàn bộ những cái mẫu chậu của nhà vườn, cũng như là nếu anh em mình muốn vào những cái coi nhỏ hơn hoặc là muốn tư vấn những cái mẫu chậu mà vừa vặn với cái coi của mình thì anh em mình cứ IP trực tiếp với nhà vườn nha. Mẫu này thì có chiều dài là 62 chiều dài. Dạ, và lọt lòng là 56, bên trong là 56, ngang là 45, ngang 45, lọt lòng là 40, chiều sâu lọt lòng là 14, sâu 14 và sâu phủ bì là 20, là tính luôn chân nha, tính luôn cái chân nè. Rồi 40 chân rất đẹp. Anh chị em nào yêu thích thì cứ và thấy thích hợp với cái coi của mình thì cứ chụp lại màn hình cái mẫu men rạng này nha quý anh chị em nha. Cái mẫu này nói tới độ xịn thì khỏi nói nha quý anh chị em nha. Và tới cây cái độ rất là sang. Dạ, yeah, nói tới cái độ sang trọng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Và tiếp theo là một cái mẫu vuông. Vuông, một cái mẫu chậu vuông của Trung Quốc. Mẫu này thì hình như là còn chỉ một cái duy nhất phải không em? Hết rồi phải không? Cái này chỉ còn một chiếc duy nhất thôi quý anh chị em. Đó, anh chị em nào thấy mà phù hợp với coi mình thì vào cái mẫu này cũng rất là đẹp nha. Mẫu này mẫu vuông nhưng mà cũng khá to. Miên rạng mà kích này thì cũng khá khá quý anh chị em, xây trung ạ. Mẫu này làm miên rạng mà anh em mình biết đã miên rạng rồi mà còn đắp như thế này rất khó nha quý anh chị em nha. Rất khó. Những nghệ nhân họ làm ra những cái chiếc chậu này nói cũng khá là đẳng cấp của quý anh chị em. Khá là đẹp. Dán từng chi tiết một đẹp quá. Hàng là tất cả đều có mọc lò hết nha quý anh chị em nha. Đóng hai mọc hai bên nha. Đó, mọc bên này, mọc bên đây. Rất đẹp. Đó, mạch bên này thì nhìn nó đơn đơn nhưng mà rất là đẹp nha. Rồi, em xin phép đo thông số kích thước của mẫu này luôn. Đường kính của mẫu này là 46, 46. Lọt lòng là 40, 40 bên trong. Dạ. Chiều sâu là 27 năm, 27 năm. Dạ, và chiều sâu phủ bì là 32, 32 bên ngoài. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái mẫu đôn. Mẫu này là mẫu đôn miên rạng, gọi loại cái đai to nha quý anh chị em nha. Nó có hai cái xây. Cái xây nhỏ thì cái mạch của nó nhỏ hơn. Thì cái xây đó thì hiện tại nhà vườn đang hết. Và bây giờ em còn lại ba cặp đôn loại xịn này. Ba loại này là loại đẳng cấp nhất của đôn miên rạng mà đai to nha quý anh chị em nha. Loại đai này thì to. Dạ, loại này thì để những cái chậu to. Cái mạch lưới cũng như tất cả các cái đầu voi, bốn cái đầu voi như thế này, bốn góc, ở giữa là đinh, giữa là một cái học đinh. Và mạch đôn đó là cái mạch này là cái mạch khá to nha quý anh chị em nha. Mạch đôn này là mạch đôn 44 quý anh chị em. 44. Dạ, mạch đôn là mạch 44. Là cái mạch này là cái mạch to nha quý anh chị em nha. Còn một mạch nữa là loại mạch nhỏ thì nó bé lắm quý anh chị em. Anh chị em nào mà thích cái mẫu này thì cái mẫu này thì em hiện tại em còn 3 đôi, và đặc biệt là có một cái màu nữa là màu xanh xanh dương. Xanh nó, dương. Dạ, cái này nó có cái màu nó đậm hơn cái màu này nữa. Rồi. Đó, anh chị em nào chiều cao luôn em. Chiều cao của cái này là 83, 83. Dạ. Mẫu này là mẫu rất đẳng cấp nha quý anh chị em nha. Mẫu to. Đai to, rất là dựng cho cái coi của mình. Vào cây là tuyệt vời luôn quý vị. Dạ, anh chị em nào thích cái mẫu này thì cũng chụp lại màn hình gửi qua cho nhà vườn nha.
một tác phẩm mà lên một cái chiếc đôn mà quá xịn. Rồi và tiếp theo cái mẫu này, cái bộ này cũng là một cái bộ rất cao cấp của Phật Sơn nha quý anh chị em nha. Đặc biệt là cái lò này họ làm ra những cái mẫu chậu mẫu đôn cũng khá xịn. Đây cũng là cái lò chung với lại men rạng nè quý anh chị em. Đắp thủ công toàn bộ, rất là đẹp luôn. Cái này anh chị em mình về chơi một thời gian, anh em mình mới thấy cái độ xịn, độ đẹp của nó. Đây hai mạch nha, em sẽ quay cái mạch bên này cho anh chị em mình xịn. Kim trí phù dung nhìn đẹp cực quá. Kỳ có hồn luôn. Rồi và đây cũng là một cái mẫu thống, anh em mình có thể vào những cái cây dáng huyền thác đổ. Em xin phép đo thông số cái mẫu này luôn. Đường kính của cái mẫu này là 46 nha quý anh chị em nha. 46 bên ngoài. Lọt lòng là 37. 37. Chiều sâu lọt lòng là 39. 39. Dạ, và chiều sâu phủ bì là 42. 42. Dạ. Còn cái mẫu đôn này thì mạch đôn đó là 38. 38. Dạ, và chiều cao của chiếc đôn này là 65. 65. Tất cả đều là hàng hai mộc, đóng hai mộc lò hết nha. Bên dưới này cũng vậy. Đó, anh với chị em mình và bên trong thì cũng còn rất là nhiều quý anh chị em, nhưng mà thôi nhân cái dịp đầu năm này thì em chỉ chia sẻ cho quý anh chị em mình tới đây. Và bây giờ cũng xin mời anh Phú theo chân nhà vườn vào bên trong, em sẽ giới thiệu sơ qua một số nữa quý anh chị em, hoặc cái số dòng phân nữa quý anh chị em mình nào mà cái dịp, đặc biệt là cái dịp đầu năm này, anh chị em mình cũng có thể dùng cho cây của nhà vườn mình. Thì vườn em thì đa số 100% quý anh chị em là dùng toàn bộ là phân hữu cơ. Và em thì có hai dòng, một cái dòng cao cấp là phân của Đài Loan. Mà Đài Loan thì bữa nay em cho là đầu năm nên là cũng chưa nhập về, nó cũng chưa còn không có nhiều. Mà đặc biệt là em là đại lý cấp 1 của phân Trung Quế nha quý anh chị em. Machinery, hàng cao cấp của Trung Quế. Em sẽ giới thiệu cho quý anh chị em mình một số cái dòng phân mà để quý anh chị em mình vào cây hoa. Cây trái em có những cái dòng phân mà chuyên cho hoa mai vàng nha quý anh chị em nha. Chăm chuyên sóc cho cây hoa mai vàng. Dạ, hoa giấy, hoa mai vàng và những cái dòng cây có quả nữa quý anh chị em nha. Và đặc biệt là những cái cây là hàng mà bonsai của mình mà quý anh chị em mình em có những cái loại dịch 4 giai đoạn cho cây, để cho anh em chăm sóc cái cây của mình nó mướt và cái lá của nó được bóng đẹp. Mình không có xài phân hóa học nha quý anh chị em nha, thì nó đảm bảo cái độ bền cho cây của mình. Và bây giờ thì mời anh Phú theo chân của nhà vườn, em sẽ vào giới thiệu sơ bộ thôi quý anh chị em, vì nó quá nhiều. Đây là cái dòng phân Đài Loan nha quý anh chị em nha. Đây là cái dòng phân Đài Loan và mình cũng không còn nhiều. Đây là cái dòng phân cao cấp của Đài Loan. Đài Loan. Dạ, phân này thì nó cái chế độ nó tự lên men. Nó lên men như thế này, nó lên men thì nó lên màu trắng nè. Nó cái mùi của nó thì nó có cái mùi mè, và khi mà nó phân hủy thì nó cũng hơi tanh một tí nha quý chị em nha. Đó, và đặc biệt là nhà vườn mình là có một cái loại nữa là loại dịch 4 giai đoạn. Nghĩa là một cái chai như thế này thì nó, em xem, nó có dung tích của nó hình như là 1 lít hay sao quý chị em, 1000ml là 1 lít đó. Đó, thì cái loại này là cái loại to trái, trái đẹp và bền và bóng trái, to quả. Cái loại này mình có thể tưới cho những cái cây hoa, cây trái của mình nha, hải châu nha. Và nó có một cái dòng của nó nữa là dòng một cái loại nữa là đi đọt, nó chạy đọt của anh chị em. Chạy đọt. Dạ, to, khỏe nhánh. Một loại nữa là nó là kích rễ. Thì toàn bộ cái bộ combo của nó là 4 chai. Anh chị em mình muốn dùng cái loại nào mình dùng. Nếu mình dùng lá thì mình dùng em sẽ tư vấn cái dòng lá, mà muốn dùng rễ thì mình sẽ tư vấn cho anh chị em mình là cái chai rễ. Thì chai nó là 1 lít, anh chị em mình
xài nó cũng, nếu mà mình nuôi vườn mình nhỏ nhỏ thì mình xài nó cũng lâu hết không quý vị, mà rất là an toàn cho cây nha quý vị nha. Dòng này thì cực kỳ an toàn, và mình có thêm những cái dòng viên nén, những cái dòng viên nén nhờ anh Phú đi qua bên này nè, đi vào nó không có nhiều lắm quý vị, nhưng mà mình chỉ giới thiệu sơ bộ thôi để quý vị mình dễ gọi là chúng ta hình dung. Những cái mình còn những cái tác phẩm mini thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn em nha. Còn đây là một trong những cái dòng phân giống như là cũng cực kỳ cao cấp của Machinery. Đây là dịch một cái phân viên nén trục quế nha. Cái này thì tất cả các loại cây tùng hoặc là hoa mai, mai chiếu thủy, những cái dòng bông dòng hoa thì mình xài, nó công dụng của nó là để xé đất của anh Diệp, nó tạo cái độ xốp cho đất, xốp đất, nó tạo độ xốp cho đất và nó hấp thu phân bón tốt cái loại này. Còn nó có một loại nữa là nó dành cho hoa mai, thì cái dòng này là viên nén hữu cơ siêu hoa mai này, nó dành chuyên cho hoa mai vàng, nó in cái hình của cái hoa mai vàng lên đây luôn. Thì cái dòng này thì mình cũng không còn nhiều, anh em nào dùng thì mình dùng cả bao thì sẽ có cái giá ưu đãi cho anh em mình nha. Còn anh em mình mua lẻ như thế này thì anh em mình cứ cần cái dòng nào thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp với em. Hoa mai, hoa lan, rất là nhiều loại khác nữa nha quý anh chị em nha. Thì phân bón thì anh em mình cứ liên hệ trực tiếp, em sẽ tư vấn cho anh em mình dễ dùng và anh em mình lựa chọn từng cái dòng cây cho nó dễ. Và thời lượng chia sẻ những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà cũng như những cái mẫu chậu, những cái mẫu đôn của vườn nhà trong cái dịp đầu năm này cũng tương đối là khá dài rồi quý chị em. Nhà vườn cũng xin phép tạm dừng cuốn video của ngày hôm nay trong cái dịp đầu năm này tại nơi đây. Cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của anh Thanh Phú đã đồng hành cùng nhà vườn cảnh bonsai trong những năm vừa qua. Và đặc biệt là cũng cung chúc cho tất cả quý anh chị em mình một lần nữa một năm mới luôn luôn thật là nhiều sức khỏe và sẽ gặt hái được nhiều thành công, và đặc biệt hơn là những anh em yêu bộ môn nghệ thuật bonsai thì cũng sẽ sưu tầm và sẽ lựa chọn cho mình những cái tác phẩm bonsai đẹp, những cái tác phẩm bonsai quý, những cái tác phẩm bonsai thật sự đẳng cấp và chăm sóc cây của vườn mình thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em mình trong cuốn video tiếp theo ạ. Rồi, chào em. Rồi, và để kết thúc chương trình giao lưu bonsai tại vườn của em Cảnh có địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhã ý với tác phẩm bonsai cũng như những mẫu chậu và đôn thì hãy liên hệ cùng em để về mình trang trí cũng như vào những tác phẩm bonsai của mình. Rồi, Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết cuốn video này. Và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Và hẹn lại quý vị cùng anh chị em những cuốn video cũng như những tập tiếp theo. Rồi, Thanh Phú xin chào.